chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng bản tin 9h10 được phát sóng hàng ngày của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Chiều ngày 16 tháng 8, dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8. Sự phiên họp có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Minh Đức, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành cùng dự. Phiên họp xem xét giải quyết nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương, việc xin ý kiến xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 đến 2026, danh mục nghị quyết đề xuất xây dựng trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 tham gia ý kiến thảo luận các đại biểu cho ý kiến về thực hiện kiến nghị của kiểm toán nhà nước khu vực 10. Có ý kiến bằng văn bản với nội dung không truy thu số tiền hơn 12,6 tỷ đồng đối với công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng và mỏ sắt Ngườm Tráng. Về xây dựng nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét xây dựng 25 nghị quyết, đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung làm rõ các căn cứ pháp lý liên quan, điều chỉnh một số nghị quyết về dự thảo nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo cần tham mưu cho tỉnh có căn cứ theo quy định. Xác định rõ tầm quan trọng của nghị quyết, quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở xã, xóm, tổ dân phố. Về nghị quyết hỗ trợ học sinh năng khiếu nghệ thuật, cần ra soát thêm các văn bản liên quan và nguồn lực thực hiện. Phiên họp cũng cho ý kiến về kế hoạch tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện thành phố năm 2023. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bầu. Danh mục nghị quyết do các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng. Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Triệu Đình Lê cơ bản nhất trí với các nội dung trình xin ý kiến tại phiên họp. Về ý kiến kiểm toán nhà nước, giao lại Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng với Ban Kinh tế Ngân sách làm việc với kiểm toán nhà nước khu vực 10 làm rõ nội dung công việc, có hướng xử lý dứt điểm nội dung này. Về danh mục các nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thường lệ cuối năm, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành cần ra soát lại danh mục tên gọi nghị quyết cần thống nhất cao, nội dung thiết thực, sự cần thiết và nguồn lực cần phải đảm bảo. Trong 25 danh mục nghị quyết có một số nghị quyết cần ban hành sớm và có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề. Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành cần xem xét chuẩn bị các nội dung cần thiết như giáo dục, xây dựng đầu tư. Các ban hội đồng nhân dân tỉnh cùng các sở ngành trong việc xây dựng nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng trình tự thời gian trình kỳ họp. Sáng qua Tại Hà Nội, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến làm việc với Bộ Ngoại giao về các nội dung liên quan đến việc phối hợp tổ chức chương trình hội nghị giới thiệu cao bằng làm việc với đoàn có đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cùng đi có lãnh đạo chuyên viên Sở ngoại vụ. Để. Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Cao Bằng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Ngoại giao đối với tỉnh trong thực hiện công tác ngoại vụ của tỉnh thời gian qua. Theo kế hoạch, chương trình hội nghị giới thiệu Cao Bằng được tổ chức trong 2 ngày, dự kiến trong tháng 10 năm 2023, cùng với chuỗi sự kiện lớn kỷ niệm giải phóng Cao Bằng, địa điểm tổ chức tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Việc tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình hội nghị giới thiệu Cao Bằng là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, thiết thực nhằm tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của cả nước với các tổ chức nước ngoài nhằm thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Để chương trình hội nghị nói riêng và các hoạt động đối ngoại của địa phương ngày càng hiệu quả, tỉnh Cao Bằng mong Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh được tham gia các sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, kết nối với các đại sứ, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để chính quyền địa phương có điều kiện được tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ ngoại giao. Đồng thời có những hướng dẫn cụ thể đối với các hoạt động đối ngoại của ngoại vụ địa phương phát biểu tại buổi trao đổi, đồng chí thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc chào mừng đoàn công tác tỉnh Cao Bằng đánh giá cao trong thời gian qua, Cao Bằng đã có sự phát triển kinh tế xã hội nhất định. Đặc biệt là công tác quản lý biên giới lãnh thổ, phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, cửa khẩu, công tác đối ngoại. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thống nhất về nội dung chính hội nghị là giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh, tập trung vào ba nhiệm vụ đột phá của tỉnh: quảng bá du lịch kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp thông minh đến các đại sứ quán, các tổ chức nước ngoài, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bộ ngoại giao giao cục ngoại vụ chủ trì kết nối giúp tỉnh thực hiện tốt các nội dung liên quan để tổ chức thành công hội nghị. Tỉnh cao bằng giao sở ngoại vụ là đầu mối chủ trì liên hệ và phối hợp triển khai các công việc liên quan, đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Tại huyện Hào Quảng, Ban thực thi hoạt động dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ, sở tài nguyên và môi trường phối hợp với Ban điều phối dự án tỉnh vừa tổ chức bàn giao bản đồ cảnh báo nguy cơ rủi ro thiên tai và các giải pháp phòng chống thích ứng cho các xã vùng dự án. Theo đó, đại diện 8 xã gồm nội thôn, tổng cọt, cải viên, quý quân, thượng thôn, mã ba, hồng sĩ, lũng nặng, mỗi xã nhận một bản đồ cảnh báo nguy cơ, rủi ro thiên tai và các giải pháp phòng chống thích ứng tại xã mình. Bản đồ thể hiện rõ các vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai theo từng khoảng thời gian trong năm để mọi người đều nhận biết. Sau khi được hướng dẫn cách sử dụng bản đồ, Ban Quản lý Dự án của Tam xã đã treo bản đồ tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, bố trí nơi lưu trữ cho nhiều người được tiếp cận thông tin, tham khảo và sử dụng bản đồ cảnh báo nguy cơ rủi ro thiên tai và các giải pháp phòng chống thích ứng do dự án CSFP hỗ trợ xây dựng có giá trị thực tiễn chứa đựng nhiều thông tin để khai thác lập kế hoạch năm tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước quốc tế tổng bí thư yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải làm kịp thời quyết liệt nhịp nhàng hơn nữa kiên quyết, kiên trì, không nể nang, không chịu bất cứ sức ép nào. Ngày 16 tháng 8 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ban chỉ đạo đã họp phiên thứ 24 để thảo luận cho ý kiến về kết quả hoạt động của ban chỉ đạo sau tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng đến nay, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới. Về phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 và thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải luôn luôn tổng kết rút kinh nghiệm, tinh thần là làm kịp thời, quyết liệt, nhịp nhàng hơn nữa, kiên quyết kiên trì, không nể nang, không chịu bất cứ sức ép nào. Các cơ quan chức năng làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải xây dựng những chính sách, thể chế, cơ chế chặt chẽ, thiết thực và có sự phối hợp ăn khớp các cơ quan chức năng kiện toàn tốt hơn nữa, có bản lĩnh, trình độ kiên định, kiên cường, phối hợp chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chính sách, quy định để ngăn chặn từ sớm từ xa. Chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Ni Bassat, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel, Chủ tịch phân ban Israel trong ủy ban liên chính phủ Việt Nam Israel đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao những sáng kiến, ý tưởng của ngài Bộ trưởng đối với sự phát triển của nền kinh tế Israel mà Việt Nam có thể tham khảo học hỏi. Thủ tướng cũng thông báo việc Việt Nam cấp visa điện tử cho công dân các nước từ ngày 15 tháng 8, trong đó có Israel. Đồng thời hoan nghênh việc hai bên xúc tiến chuẩn bị mở đường bay thẳng. Để thúc đẩy hợp tác đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tích cực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhất là cấp cao thúc đẩy việc tổ chức và triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai bên như ủy ban liên chính phủ hai bên sớm triển khai có hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam israel và nghiên cứu đàm phán ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp giữa hai nước tạo thuận lợi cho các hoạt động trao đổi đoàn doanh nghiệp phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối giao thương Israel tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông thủy sản, rau quả tươi, thực phẩm chế biến và các sản phẩm gia dụng. Bộ trưởng Nai Basskas cho biết Israel đang nỗ lực phối hợp với Việt Nam để sớm hoàn tất các thủ tục liên quan để hiệp định thương mại tự do Việt Nam Israel sớm đi vào thực thi, thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, y học, chống sa mạc hóa hợp tác biển, nuôi trồng thủy sản và đặc biệt là hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Bày tỏ ngưỡng mộ vẻ đẹp của đất nước và sự thân thiện mến khách của con người Việt Nam, Bộ trưởng cho rằng du lịch cũng là một lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước. Cho biết trên cương vị Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp, Chủ tịch Phân ban Israel trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Israel, Ông sẽ luôn ủng hộ phối hợp với các bộ ngành thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel, nhất là trong lĩnh vực mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến. Các địa phương doanh nghiệp lữ hành lưu trú khu vực phía Nam đã quảng bá nhiều sản phẩm du lịch tham quan nghỉ dưỡng, các tour, tuyến hấp dẫn để du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay với 4 ngày nghỉ liên tiếp là cơ hội để các điểm du lịch đón lượng lớn du khách, đặc biệt là du lịch trong nước. Các địa phương doanh nghiệp lữ hành lưu trú khu vực phía Nam đã thông tin quảng bá nhiều sản phẩm du lịch tham quan nghỉ dưỡng, các tour, tuyến hấp dẫn để du khách lựa chọn. Ghi nhận của một số doanh nghiệp du lịch dịch vụ tại các tỉnh thành phố phía Nam đến giữa tháng 8 Lượng khách đặt tour phòng nghỉ cho dịp Quốc khánh có tăng so với ngày thường nhưng chưa thực sự bùng nổ. Dự kiến, tuần cuối tháng 8, sát kỳ nghỉ lễ mới là thời điểm chốt tour hay điểm đến của nhiều du khách, nhất là nhóm khách gia đình, bạn bè. Do đó, các điểm đến lưu trú nghỉ dưỡng, tham quan trải nghiệm đều sẵn sàng bổ sung, đổi mới sản phẩm, bố trí nhân lực để đón lượng lớn du khách trong dịp này vẫn còn nhiều loại thuốc được sử dụng trong điều trị bệnh nhưng chưa có trong danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả nên đa số người bệnh mong mỏi danh mục thuốc này sớm được cập nhật. Đây là thực tế được nhiều chuyên gia trong lĩnh vực khám chữa bệnh nhận định. Thực tế tỷ lệ chi phí khám chữa bệnh mà người Việt Nam đang phải tự chi trả là 40% gấp đôi khuyến cáo của WHO. Để đa dạng lựa chọn liệu pháp điều trị, giảm bớt gánh nặng tài chính cho y tế, theo các chuyên gia, danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả cần được cập nhật sớm và thường xuyên. Cũng theo các bác sĩ, hiện nhiều thuốc được đánh giá có hiệu quả về lâm sàng, tuy nhiên danh mục thuốc bảo hiểm y tế chưa được cập nhật bổ sung một cách tổng thể từ năm 2018 nhiều loại thuốc mới, đặc biệt là nhóm thuốc phục vụ điều trị bệnh hiểm nghèo chưa có trong danh mục. Hiện nay tỷ lệ mắc ung thư nhiều, rất nhiều bệnh nhân cần thuốc để điều trị. Việc có thuốc mới cập nhật trong điều trị ung thư là cần thiết. Còn theo đại diện vụ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế, thuốc mới được đưa vào danh mục trong thời gian qua không nhiều. Có 6 thuốc về COVID-19, một thuốc điều trị HIV và khoảng 60 thuốc mở rộng cho tuyến y tế cơ sở, để xem xét một thuốc vào danh mục bảo hiểm y tế chi trả cần nhiều bước, chưa kể phải cân đối giữa mức đóng và mức chi trả bảo hiểm y tế. Hiện nay, 95 trên 100 giường bệnh ở Việt Nam thuộc các bệnh viện công lập, người bệnh tiếp cận thuốc mới chủ yếu thông qua các cơ sở khám chữa bệnh công lập và được bảo hiểm y tế chi trả. Việc cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế tác động không nhỏ đến chi phí khám chữa bệnh của người bệnh. Theo mục tiêu từ nay đến năm 2025, giảm mức tự chi trả của người bệnh xuống còn 35% tổng chi phí khám chữa bệnh, mở rộng phạm vi lựa chọn các phương pháp điều trị tiên tiến, đáp ứng nhu cầu điều trị. Có thể thấy, việc cập nhật danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả thực sự cấp thiết. Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản cho biết, số lượng du khách nước ngoài đến công tác và nghỉ dưỡng đạt 2,32 triệu lượt trong tháng 7, tăng 12% so với tháng trước đó. Số lượng du khách đến Nhật Bản trong tháng 7 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19. Dữ liệu chính thức công bố ngày 16 tháng 8 cho thấy, đồng yên yếu đã giúp thúc đẩy du lịch và góp phần đẩy mạnh tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này. Tổ chức du lịch quốc gia Nhật Bản cho biết, số lượng du khách nước ngoài đến công tác và nghỉ dưỡng đạt 2,32 triệu lượt trong tháng 7, tăng 12% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, lượng khách đến trong tháng 7 vẫn thấp hơn 22% so với tháng 7 năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Khách du lịch đang đổ xô đến Nhật Bản tận dụng sự trượt giá của đồng yên khiến các kỳ nghỉ trở nên rẻ nhất trong nhiều thập kỷ. Dữ liệu của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho thấy lượng khách du lịch từ Mỹ, châu Âu, Australia và Trung Đông đã cao hơn mức trước khi đại dịch. Ngành du lịch dự kiến sẽ phục hồi sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với du lịch theo đoàn đến Nhật Bản trong tháng này, giải phóng nguồn khách du lịch từng có số lượng lớn nhất và chi tiêu mạnh nhất từ trước đến nay ở Nhật Bản. Trước đó, dữ liệu công bố ngày 15 tháng 8 cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 6% hàng năm trong quý 2 năm 2023, nhanh hơn nhiều so với dự kiến và được hỗ trợ bởi xuất khẩu ô tô và khách du lịch tăng mạnh mẽ hoạt động du lịch đến Nhật Bản gần như dừng lại trong hơn 2 năm do đại dịch COVID-19, nhưng lượng khách đến đã tăng đều đặn kể từ khi chính phủ tiếp tục miễn thị thực cho nhiều quốc gia và hủy bỏ toàn bộ các biện pháp kiểm soát COVID-19 vào tháng 5 vừa qua. Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết hơn 13 triệu du khách đã đến Nhật Bản trong 7 tháng qua, và xu hướng gia tăng các chuyến bay quốc tế đã giúp thúc đẩy lượng du khách đến tháng 7 năm 2023 du khách từ Trung Quốc đại lục đã tăng lên 313.300 lượt trong tháng 7 năm 2023, tăng 45% so với tháng trước đó, mặc dù vẫn thấp hơn nhiều so với số liệu của năm 2019. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.